Chào các bạn, hồi nãy anh Phi bán hàng cho các bạn nhỏ thấy cái con này cũng hay hay, cho nên anh Phi quyết định sẽ khui ra ngay để mà trình diễn cho các bạn ha, show ra cho các bạn một số thông tin nha. Rồi bây giờ anh Phi sẽ mổ cái con thần hổ song đấu này ra nha. Nó có cái điều đặc biệt là cái con này chơi vừa giữa Jokundo được mà chơi giữa Yo-Yo cũng được luôn ha các bạn ha. Trong này nó có hai cái bộ ti để các bạn có thể vừa chơi Jokundo mà vừa chơi Yo-Yo. Đây, vừa mở ra là chúng ta sẽ thấy ngay cái tờ giấy hướng dẫn này, chắc có lẽ anh Phi sẽ không có hướng dẫn cho các bạn nữa. Đây, ở trên này ha, nhìn ở trên này các bạn sẽ thấy cái ti Yo-Yo này nó bị giấu vô trong mà các bạn. Đây ha, ti Yo-Yo này giấu vô trong cái mặt này, nó ráp với lại con cái phần dây Jokundo nè, này chiếc nhẫn linh thú nè, và một cái mặt còn lại. Các bạn à, cái này á, là nó là một con nhé, các bạn đừng có tưởng nhầm ha. Nhìn ở trên mặt nó có lẽ là hai con nhưng thực tế nó là một con. Khi các bạn chơi Jokundo á thì các bạn sẽ phải úp cái mặt này vào trong, thấy không? Đó, đeo vào và chơi ha. Đó, nó tự thu hồi lại ha. Thì cái này gọi là Jokundo. Rồi để mà tháo được cái nắp này ra ha, tháo, anh Phi thử tháo ra coi như thế nào. Tháo ra rồi nè, thì các bạn bỏ ngược lại thì không được nhé các bạn, nó không ăn đâu nhé. Nó không ăn đâu, để coi nó ăn không, không được hết các bạn. Đó, vậy thì khi anh Phi tháo ra hết rồi, đây là cái bộ ru dây Jokundo nè các bạn. Nó khác biệt ở bộ Yo-Yo là ở chính giữa nó sẽ chạy theo cái đường ren này và nó có cái bạc đạn, và khi mà lật ngược con Yo-Yo này ra với cái mặt này ha, thì nó buộc lòng nó phải chơi với cái ti Yo-Yo. Chà, cái ti Yo-Yo đâu rồi nhỉ, cái ti Yo-Yo của anh Phi mới đây đâu rồi. Chà, đây cái ti Yo-Yo đây đó, cái ti của con Yo-Yo đây, cái trục giữa đây, ở đây nó có cái bạc đạn nè các bạn ha. Các bạn sẽ quay ngược mặt này, các bạn gắn vô nè ha, nó giống như cái con thần hổ mà tách ghép được của cái tuyệt đỉnh Yo-Yo nằm mà các bạn ha. Và ở đây là cái dây Yo-Yo nè, khi các bạn cho cái dây Yo-Yo này vào ha, là các bạn có thể chơi như một Yo-Yo. Vậy thì giữa Jokundo và Yo-Yo á, thì ở cái dòng tương đối trung và cao này nó sẽ có một cái bộ để chuyển đổi, và anh Phi không hứa là những cái dòng sau nó có hay không, tại vì bản thân anh Phi không có nắm được cái dòng cao hơn trong tay. Nhưng riêng cái dòng lật mặt này là nó sẽ cho phép các bạn chơi như Yo-Yo. Đây, anh Phi vô dây Yo-Yo rồi nè ha, giữ một đầu ha, rồi quấn, rồi cho tới khi chặt tương đối rồi thì các bạn quấn như Yo-Yo luôn. Ai đã từng chơi qua Yo-Yo và tuyệt đỉnh Yo-Yo rồi thì anh Phi sẽ không có giới thiệu nữa ha. Đây các bạn ha, tắt một cái nút tắt rồi xong, và các bạn thả con Yo-Yo thôi ha. Rồi các bạn thấy không, rồi anh Phi dời cái máy mình ra chút xíu, anh Phi thả cho các bạn xem ha. Nè đó, thấy không các bạn, đó. Anh Phi làm tại cửa hàng cho nên cái nền không có đẹp ha, các bạn rút nhẹ một cái là nó sẽ trở lên nè, thấy không, thấy không, đó, được chưa. Đây là chế độ Yo-Yo nè. Rồi chế độ Jokundo á là các bạn sẽ bỏ cái sợi dây này ra ha. Bỏ sợi dây này ra, rồi chúng ta xe ra ha. Đó. Và các bạn sẽ nhấn cái nút này, nhấn hai cái nút trắng này nè để các bạn gỡ ra ha. Lưu ý các bạn là giữ cho kỹ cái ti này nha, cái ti này nhỏ nó dễ mất nè ha. Và bây giờ chúng ta sẽ lắp ghép mặt trong để chúng ta trở về với chế độ Jokundo ha. Đây là chế độ Jokundo đây ha, anh Huy đó. Rồi, ở trong này nó sẽ có một cái bộ thu dây ở phía trong này các bạn, nó tự thu dây lại ha. Rồi đây là chế độ Jokundo. Jokundo thì chơi như thế nào, mình nói Jokundo nhưng mà thực tế á, là nó giống như cái việc mà thay vì nó thu dây lại bằng cái lực quán tính của con quay thì ở đây nó thu dây tự động. Anh Phi sẽ dời cái máy ra chút xíu ha, và anh Phi sẽ thả cho các bạn xem nè, thấy không, nó tự trả trở lại, nó tự hút trở lên ha. Đó, tự hút trở lên ha. Cái này á, thì đối với những cái Yo-Yo Master thì họ không thích đâu, nhưng mà đối với những cái trẻ nhỏ tập chơi Yo-Yo á, các em nhỏ tập chơi Yo-Yo và yêu Yo-Yo á, thì đây cũng là một cái món mà đáng để các bạn sưu tầm ha. Rồi đó là chế độ vừa Yo-Yo vừa Jokundo của thần hổ song đấu ha các bạn ha. Đây thần hổ song đấu với những linh thú và rất là đẹp ha, và mặt trong sẽ là như vậy, mặt trong sẽ là
một chú hổ ha. Rồi đây là thân hổ song đấu, và tương tự như vậy là sư tử song đấu. Đây, trên tay anh Phi cũng là sư tử song đấu này các bạn ha, cũng y chang như vậy. Anh Phi sẽ không làm review cho sư tử song đấu mà chỉ đơn giản như vậy thôi, đơn giản là sư tử song thần hổ song đấu, và sư tử song đấu cũng sẽ là như vậy. Rồi để mua hàng chính hãng ở cửa hàng IVO, các bạn gọi 0908 193754 hoặc là 0907902742. Các bạn nhờ phụ huynh gọi điện nhé. Các bạn trẻ nhỏ đừng nên gọi điện trực tiếp, tại vì anh cũng sẽ không giao hàng cho các bạn đâu, trừ khi phụ huynh đồng ý anh mới giao hàng ha. Rồi cảm ơn đã xem clip rất nhiều.